Lược sử đạo gia phần 6, đạo giáo hướng đến cuộc sống khang kiện và trường thọ. Đạo Pháp phải được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống, chỉ khi đó giá trị của nó mới đạt đến mức muôn hành vô thuyết. B. Trang Hệ thống triết thuyết của đại gia Nguyên Thủy được bổ sung bởi tư tưởng của các huyển học gia đời sau đã góp phần hình thành nên cơ sở lý luận cho một loại hình tôn giáo hướng đến sự hoàn thiện về mặt thể xác cũng như về mặt tâm linh. Đó là đạo giáo, Thật ra, đạo giáo là loại hình tôn giáo rất phức tạp, bao gồm nhiều chi phái với vô số bí thuật, tín điều, nghi thức, cúng bái, vân vân. Một khối lượng lớn tri thức hỗn tạp chưa bao giờ được kết hợp lại thành một hệ thống nguyên lý có kết cấu chặt chẽ, bị tha hóa bởi các thuật phù thủy, tệ mê tín dị đoan và nạn thân quyền. Đạo giáo vẫn tồn tại suốt hơn 2.000 năm trong lịch sử nhân loại, có ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống tâm linh của người Á Đông đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Một, Sự hình thành của đạo giáo Đạo giáo khởi phát từ những nhóm người tìm kiếm nguồn hứng khởi tâm linh từ các truyền thuyết về lão tử và những lời dạy trong đạo đức kinh, tìm kiếm bí quyết để trường sanh bất tử như các bậc thần thánh được nhắc đến trong những trứ tác của đạo gia Nguyên Thủy. Một số người vào thời đó đã nghĩ ra cách luyện đan thuốc trường sanh, luyện khí tĩnh tâm, điều khiển hơi thở, tình cốc không ăn ngủ cốc, đạo dẫn phép hô hấp và vận động để lưu thông khí huyết kể cả thuật phòng trung kỹ thuật giao hợp năm năm đời sau gọi là đạo phái đang đỉnh hiện nay các sử gia tin rằng đạo giáo có nguồn gốc rất cổ xưa là loại hình tôn giáo có quan hệ với các hình thức tín ngưỡng đồng cốt của người trung hoa thời sơ khai nhiều cổ vật bằng đồng và vàng biểu tượng của các vị thần trong đạo giáo đã được tìm thấy trong các lăng mộ cổ có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên ngoài khía cạnh triết lý các bản văn của đạo gia nguyên thủy đặc biệt là sách trang tử và liệt tử có khả năng kích thích trí tưởng tượng của người xem về một thế giới tâm linh siêu trần thoát tục ngay trong thiên đầu tiên của nam hoa kinh thiên tiêu giao du trang tử đã nói đến một thế giới thần tiên nếu bỏ qua ý nghĩa dẫn dụ trong lối hành văn của trang tử người ta sẽ dễ dàng bị hấp dẫn bởi thế giới thiên đường ấy hãy xem đoạn văn sau kiên ngô hỏi liên thúc Tôi từng nghe tiếp dư nói những lời phóng đại, không xác thực, vô căn cứ. Tôi e rằng những lời đó cũng giống như dãy ngân hà, không biết đâu là cùng, kỳ quái và bất cận nhân tình. Liên thúc hỏi, ông ấy nói gì? Kiên ngô đáp, trên núi cô dạ xa xôi, có thần nhân ở, da họ trong trắng như băng tuyết, họ đẹp đẽ mềm mại như gái trinh, họ không ăn ngủ cốc, chỉ hít gió uống xương mà sống. Họ cưỡi mây và rồng bay đi chơi khắp ngoài cõi bốn bể. Họ định thần mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật, mùa màng năm nào cũng trúng. Tôi cho là nói bậy, không đáng tin. Liên thúc bảo, đúng vậy, kẻ đuôi không thấy được màu sắc, đường nét đẹp đẽ, kẻ điếc không nghe được tiếng chuông, tiếng trống. Nào phải chi hình hài mới đuôi điếc, trí tuệ cũng đuôi điếc nữa. Lời đó là nói với anh đấy. Những thần nhân đó có đức cao nên hòa đồng được với vạn vật. Người đời có cầu họ trị nước, họ cũng không thèm chịu lao nhọc về việc cởi tục. Không có vật gì có thể làm hại họ được. Nước có dân đến cõi trời, họ cũng không bị chết đuối. Trời có đại hạn đến nỗi kim thạch chảy ra, cháy cả rừng núi, đồng ruộng, họ cũng không thấy nóng. Dùng những trần cấu, càng bã của họ cũng có thể tạo nên những người như nghiêu, huấn, Họ đâu có thèm là những việc trần tục của chúng ta. Kể từ thế kỷ thứ nhất tây lịch thời Đông Hán, những ý niệm về sự tồn tại của các thế lực, siêu nhiên quỷ thần được diễn giải rõ ràng qua ngôn ngữ và hình tượng. Đạo giáo trở thành một tôn giáo, phái phù lục tin tưởng và bùa phép nổi lên bên cạnh phái đan đỉnh. Từ địa vị của một bậc hiền nhân minh triết, lão tử được tôn sùng như một vị thần thánh, bậc đại tiên trưởng hay thái thượng lão quân. Dĩ nhiên, Đạo Đức Kinh cũng được biết đến như quyển kinh thư ẩn tàng nhiều lẽ huyền diệu về các phương pháp tu luyện, thuật giữ sinh và trường sinh. Theo tín ngưỡng đạo giáo thời ấy, lão tử được thờ phụng bên cạnh hoàng đế Hoang Ti, vị vua huyền thoại được xem là người tạo ra chữ viết và nghề thủ công của dân tộc Trung Hoa. Tên gọi đạo hoàng lão xuất phát từ đó. 2. Đạo quán và hệ thống giáo phẩm ra đời, các chi phái phù lục của đạo giáo được thiết lập bởi một số pháp sư chuyên dùng phù chú để trừ tà và chữa bệnh họ lôi cuốn người dân với những lời hứa hẹn về một đời sống tốt đẹp hơn thông qua cách sống lành mạnh và hợp lẽ đạo về sau khi số lượng các tín đồ tăng lên các đạo phái ấy phát triển thành những cộng đồng có tổ chức là nơi các tín đồ có thể sống làm việc và quan tâm lẫn nhau các chi phái đạo giáo ấy không quan hệ lẫn nhau cũng không chia sẻ lòng tin và quan điểm riêng vào thế kỷ thứ hai Tây Lịch, đạo giáo nổi lên với sự phát triển mạnh mẽ của ba phái chính. Trương Lăng hay Trương Đạo Lăng được sinh ra vào thời Hoàng đế 147 đến 167 là người sáng lập ra phái Thiên Sư. Tương truyền, sau khi đắc đạo ở núi Long Hổ tỉnh Giang Tây, ông viết quyển đạo thư gồm 24 thiên, truyền bá đạo thuật của mình trong dân gian và thu nhận rất nhiều tín đồ. Theo quy định của ông, ai muốn nhập đạo phải nộp năm đấu gạo, vì thế lúc đầu đạo của ông được gọi là ngũ đấu mễ đạo đạo năm đấu gạo trường lăng tự xưng là thiên sư nghĩa là bậc thầy từ cõi trời vì thế về sau đạo phái của ông được biết đến với tên gọi phái thiên sư trường lăng mất con là trương hành tiếp quyền cai quản giáo phái mặc dù trương hành không có đóng góp gì đáng kể nhưng vợ của ông ta lại có mối quan hệ tốt với vị châu mục sáu sở tại Vị quan này đã hỗ trợ phái thiên sư thành lập quân đội trương lỗ còn của trương hành dùng tướng quân trương tú để tổ chức quân đội phát triển giáo phái thiết lập hệ thống giáo phẩm chức sắc cai quản và điều hành giáo dân xây dựng đạo quán và điện thờ về sau trương tú tách ra khỏi phái thiên sư tự tổ chức hệ thống truyền đạo và chữa bệnh của riêng mình gặt hái được thành quả đáng kể ông tin rằng bệnh tật là hậu quả của hành vi tội lỗi vì thế quá trình điều trị phải bao gồm cả sự thú tội và ăn năn hối lỗi Đôi khi bệnh nhân bị buộc phải cách ly với mọi người và mình để suy xét tội lỗi của bản thân. Họ thú nhận tội lỗi bằng cách viết chúng lên ba tờ giấy. Một tờ được thả bay theo gió, một tờ được chôn xuống đất, tờ còn lại thả xuống nước. Hệ thống giáo phẩm được tổ chức theo mô hình cấp bậc của quân đội. Bản thân các giáo sĩ cũng là các CAP lãnh đạo trong quân đội. Đạo phái của Trương Lỗ và Trương Tú phát triển lớn dần, thống trị một số châu quận, uy thế rất mạnh cư dân sống trong cộng đồng, đồng đạo giáo, giáo hầu như, như tách biệt khỏi đời sống xã, xã hội thời hán lúc bấy giờ về sau trương lỗ mưu hại trương tú trở thành nhà lãnh đạo tối cao nắm quyền cai trị cả hai đạo phái sự đời thật trớ trêu ông lại là người cổ suý mạnh mẽ cho tinh thần nhân ái đạo nghĩa và trung tính ông cũng người sáng lập ra các quán trọ miễn phí được gọi là nghĩa xá để đón tiếp khách lữ hành và làm nơi truyền bá đạo pháp Truyền thống ấy được duy trì cho đến đời đường 618 đến 906. Hiện nay, Phái Thiên Sư vẫn còn tồn tại và phát triển tại Trung Quốc và Đài Loan. Vù Cát là một đạo nhân tại miền Giang Nam, phối hợp thuyết ngũ hành, phép phù thủy và y thuật, viết ra bộ Thái Bình Thanh lĩnh thư gồm 170 quyển. Ông bị ngô hầu ganh ghét và giết chết, khiến sự nghiệp hành đạo của ông chấm dứt đột ngột. Tuy vậy, Ý tưởng của vua Cát đã góp phần khởi phát nên một đạo phái mới, được gọi là Thái Bình Đạo Pháp, do Trương Giác lãnh đạo. Triều đình nhà Hán ngày càng suy nhược, hoạn quan và ngoại thích thay nhau nắm quyền, áp dụng chính sách thuế khóa rất hà khắc. Dân chúng bị bóc lột quá đổi, số người đói rét xuất hiện nhan nhãn khắp nơi. Đối với dân nghèo, đặc biệt là nông dân, các cộng đồng đạo giáo trở thành chỗ dựa về mặt thế xác lẫn tinh thần. Theo một số sử gia, vào khoảng năm 184 Tây Lịch, phong trào gia nhập đạo giáo lan rộng khắp hầu hết lãnh thổ Trung Hoa. Khi bị triều đình đàn áp, trương giác lãnh đạo hơn 350.000 có sách ghi nhận là 300.000 nông dân nổi loạn, khởi đầu ở cự lộc trực lệ rồi nhanh chóng lan ra khắp nơi tám. Do những người tham gia cuộc nổi loạn này đều chiếc khăn vàng trên đầu, phong trào này còn được gọi là loạn hoàng cưng khăn vàng. Mặc dù về sau bị giới sĩ phu quý tộc dập tắt, Phong trào ấy đã góp phần làm suy sụp triều đại nhà Hán. Cuộc nổi loạn thất bại nhân đạo giáo, đặc biệt là phái thiên sư, vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Trương lỗ đầu hàng triều đình, được phong tước và sống yên ổn ở Tứ Xuyên, con cháu đời đời thay nhau tiếp quản chúc vua giáo chủ với danh xưng là Trương Thiên Sư. 3. Cõi thần tiên và đời sống bất tử, đa số các chi phái đạo giáo đều hướng đến một niềm tin mục đích giống nhau một đời sống khang kiện và trường sanh bất tử một số nỗ lực tìm kiếm phương cách cải lão hoàng đồng bảo toàn thể xác và sanh mệnh để sống mãi tuy nhiên hầu hết đều hướng đến sự bất tử về mặt linh hồn các phương pháp tu luyện được hình thành để phục vụ cho mục đích đó theo niềm tin của họ thần tiên là những người đã tu luyện thành công hay đã đắc đạo rất nhiều truyền thuyết kể về những đạo nhân Sau khi tu thành chánh quả và ngưng thần thoát xác Chết đi nhưng thân xác vẫn tươi nguyên hay biến mất khỏi quan tài mà không để lại chút dấu vết Rời bỏ thế giới trần tục này Họ hoặc linh hồn của họ siêu thăng lên cõi trời thiên giới hay tiêu giao chốn bồng lai tiên cảnh Thần tiên có thể là nam hoặc nữ Thậm chí cầm thú cũng có thể đắc đạo thành thần tiên Bạch Hạc là một thí dụ điển hình Hạt trắng luôn tồn tại trong tâm thức người Trung Hoa như loài chim thanh khiết và cao quý. Hạt chỉ sống nơi non cao rừng vắng, thân trắng như tuyết chẳng vướng chút bụi trần, đầu đỏ như màu chu sa còn gọi là đan sa biểu thị cho đời sống trường thọ các đạo sĩ tin rằng chu sa là chất có thể mang lại sự bất tử. Điều đó giải thích vì sao người Trung Hoa thường vẽ thần tiên cưỡi hạt ngao du trên bầu trời sao. Theo thời gian, niềm tin về sự bất tử của linh hồn trở nên phổ biến hơn. Tuy thể xác đã bị hủy hoại nhưng các vị thần thánh vẫn có thể hiển linh và giao cảm với người phàm trần. Vì thế, một số đạo phái đã phát triển các hình thức vu thuật đồng cốt, dán bút ý của người khuất mặt được diễn tả ra thành chữ viết thông qua tay người phàm, vân vân để giao tiếp với các linh hồn thuộc về các thế giới tâm linh bên ngoài cõi trần thế này. 4. Thuật luyện đan của đạo Sống thọ cùng nhật nguyệt, tái sinh vào mùa xuân, mùa hạ, Duy trì mầm sống vào mùa thu, mùa đông, hấp thụ hơi thở vĩnh hằng của đạo, đó là mục đích của đạo nhân. Trong quá trình tìm kiếm bí quyết trường sinh bất tử, các chi phái đạo giáo đã phát triển những phương pháp giữ gìn sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Từ đời nhà Tần 221-206 trước Công nguyên, các phương sĩ hay thuật sĩ giang hồ đã nghiên cứu cách pha chế các hợp chất làm thuốc trường sinh. Họ gọi đó là phép luyện đang sử dụng các nguyên liệu như chu sa, thần sa ngọc bích, vàng, vân vân. Tin tưởng một cách mù quáng rằng các khoáng chất ấy ẩn chứa những đặc tính có lợi cho sự sống. Ngoài ra, họ còn sử dụng các nguyên liệu ấy để tạo ra một số vật dụng, cho rằng chúng có thể mang đến những năng lực đặc biệt. Họ chạm, cẩn vàng, chì và chu sa lên vật dụng dùng để ăn uống, tin rằng điều đó sẽ giúp người sử dụng kéo dài tuổi thọ mù quáng vì tham vọng trường sanh bất tử. Không ít người trong đó có cả các bậc vua chúa đã đổ bệnh hoặc chết thảm sau khi uống linh đan hay sử dụng các đồ dùng đặc biệt. Cuối cùng các nhà giả kim thuật Trung Hoa ý nói các phương sĩ luyện đang về sau cũng nhận biết được tính chất độc hại của các khoáng chất ấy. Điều này góp phần tạo ra một sự chuyển biến về mặt nhận thức lẫn đạo thuật theo chiều hướng đúng đắn và hợp lý hơn. Phép luyện đan từ hình thức pha chế các hợp chất thuộc về khoáng vật, chuyển sang hình thức tu luyện về mặt thể xác và tinh thần. Tư tưởng vô vi và hư tỉnh của đạo gia nguyên thủy được vận dụng kết hợp với các phương pháp luyện hình, luyện khí, tham thiền và quán tưởng. Long Hổ Kinh là một trong những quyển sách luyện đan nổi tiếng của đạo giáo. Nhiều học giả cho rằng đó là bản văn cổ nhất về lãnh vực này, xuất hiện vào khoảng năm 220 Tây Lịch, vào đời Tống 920 đến 1279, kinh này được quan tao và chu chen một sưu tập, xếp vào bộ đạo tạng. Với thể văn cô động, lòng hổ kinh thu gọn toàn bộ hệ thống lý thuyết của các phương pháp tu luyện, trình bày tiễn tình chuyển biến về mặt tinh thần mà hành giả người thực hiện sẽ trải qua. Nó giới thiệu nhiều tố chất và trang bị cần thiết cho quá trình tu luyện. Tất cả đều diễn ra bên trong cơ thể hành giả. Thay cho việc hấp thụ dược chất của linh đan, quá trình phát huy năng lực nội tại được tiến hành thông qua hoạt động tham thiền. Quá trình luyện đan chính là quá trình kích hoạt và điều dưỡng ngọn lửa khí lực ôn dưỡng hỏa hầu bên trong cơ thể hành giả. Thành quả chung cuộc dành cho hành giả là sự hợp nhất với đạo. Đạo gia tin rằng, về bản chất, thân thể con người và vũ trụ vốn cùng một thể, tương ứng và hòa hợp với nhau, bao trùm và vận hành tất cả. Đạo là thái nhất là nguồn gốc phát sinh trời đất và muôn vật. Trong niềm tin của đạo giáo, mỗi một chúng ta là một tiểu càng khôn tồn tại trong lòng đại càng khôn là trời đất. Tất cả đều là sản phẩm của sự kết hợp âm dương, biểu hiện qua hình và khí. Đan xa hay chu sa trở thành biểu tượng của khí lực tích tụ ở Đan Điền, một khu vực nằm ở dưới rốn con người. Các thế lực tà mà cũng tồn tại trong vũ trụ. Ngay trong thân thể tiểu càng khôn của chúng ta, chúng chính là vọng tâm, tà ý, trọc khí có khả năng phá hoại khí lực và làm mê mờ bản tính của con người một trong những cách ngăn ngừa loại tà ma này là áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt không dùng rượu thịt ngũ cốc và tất cả các loại rau củ có mùi hăng nồng với nhận thức như thế các đạo gia luyện đang đã hình thành nên những phương pháp luyện tinh khí thần dư nội đan điều tức điều khiển hơi thở tĩnh tọa quán tưởng năm Năm khí công và nhu thuật là thành quả của sự kết hợp có gạn lọc những tinh hoa của các phương pháp tu luyện này. Ngoài ra, một số đạo sĩ đã sáng tạo ra những tư thế vận động chậm rãi, mềm dẻo và thư thái theo vòng tròn rất đặc biệt mà về sau được phát triển thành thái cực quyền. Theo niềm tin đạo giáo, những phương pháp tu luyện ấy không nằm ngoài triết lý dưỡng sinh của đạo gia Nguyên Thủy. Chúng có phần hiện thực hóa tư tưởng nền tảng của đạo gia Hoàn thiện cuộc sống bằng cách hướng tâm vào mục đích hợp nhất với đạo, với cái tâm tịch lặng, hư tĩnh và nhu thuận, lượt bỏ các yếu tố mê tín dị đoan và tham vọng bất tử mù quáng, các phương luyện hình, luyện khí, bế tinh, dưỡng thần và quán tưởng có thể phục vị cho mục đích ấy. 5. Dung hợp với Nho giáo và Phật giáo. Vào đời nhà Đường 618 đến 906, đạo giáo được triều đình tôn sùng và tạo điều kiện phát triển. Đạo giáo được phép truyền bá và trở thành môn học chính thức trong các trường học của triều đình. Đạo giáo nhanh chóng lan rộng, với hơn 1.500 đạo viện thuộc nhiều chi phái khác nhau, phân bố trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Trong quá trình phát triển, đạo giáo bắt đầu chịu ảnh hưởng của nho giáo và Phật giáo. Một số đạo phái mới nổi lên, kết hợp tư tưởng của hai nhà nho, Phật với triết lý của đạo gia, hoàn thiện nền tảng lý thuyết cho các phương pháp tu luyện. Phái toàn chân, do Lữ Tổ khoảng năm 648, sáng lập là một trong số đó. Tương truyền Lữ Tổ học đạo từ một vị chân nhân cách gọi dành cho các vị đạo sĩ đắc đạo dừng chân tại một quán rượu trên đường Ngao Du. Đêm đó, ông chìm vào một giấc ngủ sâu và mơ thấy đang trải qua hàng loạt thử thách trong đời. Trong giấc mộng, ông mơ thấy một trận hỏa hoạn khủng khiếp đã cướp đi toàn bộ người thân và gia sản của mình, đẩy ông vào tình thế bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Ông lại mơ thấy mình đối mặt với lũ thú hoang hung tợn và tìm lại được dũng khí của mình. Sau đó, ông bắt đầu làm giàu, chủ yếu dựa vào các thủ đoạn bất chính, tạo dựng nên một gia sản lớn lao và một sự nghiệp kinh doanh hấp dẫn. Ông tỉnh giấc sau khi rũ bỏ toàn bộ sản nghiệp phu du và ảo vọng ấy, thực sự tìm thấy sự giải thoát trong tâm hồn qua lần thử thách cuối cùng. Cũng giống như những câu chuyện kể trong sách liệt tử, Lữ tổ đã giác ngộ sau khi trải qua những giấc mộng thông triết. Phái toàn chân chủ trương lấy khí làm bản thể, lấy tâm làm căn, lấy tánh làm mạng. Quá trình tu luyện cần phát huy năng lực của bản thân, trưởng dưỡng tinh, khí, thần thông qua công phu trì giới, điều tức và tỉnh tọa. Đạo nhân phải thanh tâm, tình ý, tuyệt dục để làm chủ tình thức và giữ gìn tinh lực công phu tĩnh tọa và điều tức hơi thở theo nguyên lý âm dương để phát huy khí lực theo phương châm luyện khí hóa tinh luyện tinh hóa thần luyện thần hoàn hư hư tâm là chỗ hợp nhất với đạo ảnh hưởng của đạo phật thể hiện trong khuynh hướng giải thoát khỏi dục vọng và khai phá kho tàng gác ngộ trong cảnh giới hư không ảnh hưởng của đạo nho thể hiện trong khuynh hướng chính tâm thành ý trong quá trình điều phục tâm tánh Mục đích tối hậu là giữ gìn chân tánh toàn kỳ bản chân và hợp nhất với đạo. Tam giáo là khuynh hướng kết hợp của ba nhà, thích, khổng và lão phát triển mạnh ở Trung Quốc vào đời nhà Tống 980 đến 1279. Con người đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong ba hệ thống triết thuyết ấy. Khuynh hướng kết hợp đã góp phần mang đến một cái nhìn chính chắn và thông suốt hơn về những tư tưởng minh triết tiềm ẩn trong giáo lý của mỗi tôn giáo. Trở thành một loại hình tôn giáo, thậm chí là quốc giáo của đất nước Trung Hoa rộng lớn trong một số giai đoạn lịch sử. Đạo giáo đã nhiều lần góp công tập hợp nên bộ đạo tạng bao gồm hơn 1.400 bản kinh văn. Bộ tuyển tập đồ sộ ấy có vai trò rất quan trọng với đạo giáo, chẳng khác gì vai trò của tam tạng kinh điển bao gồm kinh tạng, luật tạng và luận tạng đối với Phật giáo. Một số bản kinh văn trong bộ đạo tạng được cho là xuất phát từ lời truyền dạy của các bậc tiên thánh tương tự như sách thiên khải của đạo thiên chúa, do các đồng cốt viết ra trong trạng thái xuất thần. Thực ra, các bản kinh văn ấy được sùng kính như những báu vật thiên liêng và chỉ được lưu truyền trong giới chức sắc cao cấp của đạo giáo. 6. Sự suy thoái của đạo giáo vào thời Nguyên Mông Thành Cát Tư Hãn 1155 đến 1277 là vị tu trưởng vĩ đại đã thống nhất các bộ lạc của Mông Cổ. Nuôi giấc mơ bành trướng lãnh thổ, ông xu quân xâm lược Trung Quốc, tạo tiền đề cho sự hình thành đế quốc nguyên mông hùng mạnh sau này. Lúc sinh thời, thành các tư hãng sùng mộ đạo giáo đã từng phong cho một vị đạo nhân làm cố vấn trong triều. Về sau, cháu nội của ông là hốt tất liệt 1216 đến 1294 thống trị toàn bộ đất nước Trung Hoa. Vị hoàng đến triều nguyên này được sự hỗ trợ và chịu ảnh hưởng của giới tu sĩ Phật giáo các lạc mà ở Tây Tạng một vị lạc ma đã sáng tạo chữ viết để diễn đạt ngôn ngữ của người mông cổ các cuộc tranh luận về đạo lý giữa đạo giáo và phật giáo chính thức diễn ra suốt nhiều thập kỷ cuối cùng đạo giáo đánh mất sự bảo trợ của triều đình và bước vào thời kỳ suy thoái xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần tiếp theo với nội dung các nguyên lý của đạo